Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Tuấn Vũ tên thật Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1959 trong một gia đình nghèo tại thành phố Phan Thiết. Dù không được theo học thanh nhạc, nhưng với chất giọng ấm áp, Tuấn Vũ đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả bằng những ca khúc nhạc vàng đầy tình cảm. Hiện tại, Tuấn Vũ đang sống tại thành phố Cali, nước Mỹ. Anh đã tham gia nhiều live show diễn trên đất Mỹ và hiện nay anh đang hát cho trung tâm Asia và được khán giả tình giá rất yêu mến. Gần đây có sự định vị Việt Nam đi biểu diễn 2 tháng, nhưng kết quả là do quá nhiều show diễn cho các trung tâm ở Mỹ và do Asia không có các ca sĩ của họ về nơi biểu diễn nên chúng tôi dành chờ đợi vậy. Cuộc đời anh phải trải qua nhiều sự kiện đau buồn và khó khăn. Thời kỳ những năm 1994 đến năm 1996, do anh bị phụ bạc trong chuyện tình yêu và cùng vì thế đã làm anh lúc đã sa vào ma túy. Anh đã vắng bóng hẳn trong làng ca nhạc, gần như không xuất hiện trở lại. Tuy là thời kỳ khó khăn nhất, nhưng nhờ nghị lực của bản thân, anh đã cố vượt qua được mất mát từ tình yêu và vượt qua cả sự cám dỗ của nàng tiên nâu để trở lại sân khấu. Và từ đó tác phẩm tâm sự Đời Tươi của tác giả đầu tiên do anh trình diễn. Sau vài năm vắng bóng, tác phẩm và nổi lên cõi lòng của Tuấn Vũ và cả tâm sự của anh. Bài hát này hoàn toàn do anh chọn vì nó là hợp với cuộc sống đầy sóng gió của nam ca sĩ. Qua lời nói của nhà văn Nguyễn Sa, anh được gọi là cánh chim phượng hoàng, cũng chính là anh xứng đáng đứng ở ngôi chùa. Trong làng âm nhạc hải ngoại lúc bấy giờ, anh đã từng đi biểu diễn ở khắp nơi châu lục. Và anh đã đặc biệt đón nhận nồng hậu ở Úc, Pháp, Nhật. Cũng vì thế trung tâm tranh nhau mời anh về cho mình. Là một nam ca sĩ sở hữu nhiều cả kỷ lục như giọng ca được mến mộ nhất, hát hay nhất, nhiều trung tâm mời nhất, ra nhiều CD nhất, số lượng bài hát nhiều nhất. Là người thành công nhất khi hát thể loại liên khúc nhạc vàng. Từ trước cho đến nay, các ca khúc đều do anh tự lựa chọn và ghép lại để trình bày. Anh đã để lại cho mình khán giả tổng cộng và 10 liên khúc bất hủ trong ca sự nghiệp của mình. Quả thật đây chính là những liên quan đến đời của nghệ sĩ Tuấn Vũ và dòng nhạc trữ tình nói chung. Năm 30 tuổi, ông kết hôn với một người phụ nữ gốc Hoa. Cuộc sống hôn nhân thay đổi còn người ông khi có người vợ yêu thương, một cậu con trai xinh xắn, nhưng rồi cuộc hôn nhân tốt đẹp ấy đã bị đứt gãy, biến cố. Năm 30 tuổi, ông kết hôn với một người phụ nữ gốc Hoa. Cuộc sống hôn nhân thay đổi, con người ông khi có người vợ yêu thương và một đứa con trai xinh xắn. Nhưng rồi cuộc hôn nhân đẹp ấy đã đứt gãy vì biến cố. Tuấn Vũ kể rằng gia đình vợ không muốn anh đi hát nữa mà vì quản lý chợ mini cho gia đình họ. Khi đứng trước hoàn cảnh phải lựa chọn giữa ca hát và một cái chợ, Tuấn Vũ đã lựa chọn ca hát. Sau lần trăn trở, cuộc hôn nhân rạn nứt và đứt gãy, Tuấn Vũ lại một lần nữa cô đơn, lại một lần nữa mất gia đình và bỏ hát thêm 4 năm. Sau khi ly hôn, Tuấn Vũ đã nhận toàn bộ trách nhiệm nuôi con, anh yêu và chăm sóc con hết mực và giữ liên lạc với vợ để con trai có thể nhận được đủ tình yêu thương của cha và mẹ. Anh quay trở lại với nghề ca hát vào năm 2000. Cũng là thời điểm đó anh trở về Việt Nam, mỗi lần đứng trên sân khấu đón nhận tràng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả. Tình yêu của ông dành cho âm nhạc lại trỗi dậy mạnh hơn. Từ nhận mình là người kiệm lời, không hay nói và cũng không biết nói hay, nên anh chỉ biết gửi gắm tất cả sự biết ơn và cảm tạ công chúng bằng tiếng hát. Nhờ lúc hát xong, anh đến phía sau cánh gà, ôm lại rưng rưng nước mắt vì quá xúc động. Trải qua những sóng gió cuộc sống đến nay, Tuấn Vũ lựa chọn cuộc sống độc thân. Anh báo đã quên việc sống một mình, tự mình chăm sóc nên không cảm thấy buồn hay cô đơn.
Chuyện đi hát với ông từ trước đến nay cũng không phải kiếm tiền, mà để được thỏa chức với niềm đam mê âm nhạc. Cảm nhận được tình yêu thương và mọi người dành cho mình, còn với anh cuộc sống quá đơn giản, chỉ là được ăn món ăn dân dã mà mình thích, được ca hát mà không quan trọng đến sân khấu lớn hay nhỏ và được mọi người yêu mến. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.